và tạo sự tin tưởng ủng hộ trong nhân dân. Cơ giới hóa đã tiến hành tổ chức bộ máy có sự thay đổi lớn. Hỗ trợ và sự hỗ trợ của nhà nước đã ảnh hưởng đến tất cả các ngành lĩnh vực. Và đối với những vùng cam canh hơn hết 15 hecta, vùng trồng cam canh trồng nho cao mang lại giá trị trên 200 cây trồng thủy sản tại khu vực Tây Ninh. Biểu dự hội nghị, Phú Linh là một xã bán sơn địa. Bà Đoàn Thị Ngọc Mai, viên chức ban quản lý chợ ngoại hai huyện Sóc Sơn. Sau đây là đại dịch Covid thì phụ trách lâm nghiệp xã Sơn Hô. Thì điều đó cho thấy cái tầm hết sức. Cái kế hoạch trồng lấy xong cho em lấy số liệu các thứ nhá.